À, dạ vâng ạ, à, kính thưa quý vị ơi, và xin thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta có nhà ý giao lưu chương trình thì xin hãy cùng đăng ký trực tiếp tại phòng máy cũng như là MC nhé. Vì một ca khúc mà quý vị giao lưu cũng như là một lời chúc rất là ý nghĩa dành tặng cho chú rể Thanh Phú và cô dâu Mỹ Xuyến của chúng ta được trăm năm hạnh phúc ạ. À, kính thưa quý vị, và để liên tục chương trình hát yêu thương ngày hôm nay thì cho phép Diệu Thu xin được gửi tặng cho toàn thể quý vị qua một nhạc phẩm được mang tên Vì Yêu. Xin chúng ta cùng lắng nghe. Sau ca khúc này xin mời tiếng hát của anh Tân nha. Hát công tử. Dạ, chuẩn bị. Em ở trên sân khấu sáng quá, em ở dưới em không có thể nào nhìn thấy mọi người luôn á. Nắm tay nhau trên đường chúng ta vui qua ngày tháng, dù trên dư vì lại đôi ta yêu nhau ngày ấy. Tóc em xen vì anh, mắt em vui vì em, chung bước vì yêu. Biết em nhiều đôi khi em hay lạc lối, đó đôi em quay về ngồi ngay trong đêm tình tối. Mắt vẫn xưa còn đây, chiếc hôn này vụt bay, bay xa tầm tay. Rồi sau khúc của anh Tân nha. Rồi em xin trọng kính mời tiếng hát của anh Tuấn.
đến từ Hồ Mỹ Phú chuẩn bị. Nói chung là đại diện là trưởng tập. Trời ơi, mấy anh đâu có biết đâu, qua bên Hòn Sơn đi mấy anh biết cái nỗi khổ của tôi, nó khổ mà tàn tạ nhung nhang luôn, tôi nói thiệt á. Bữa nay rước châu về thì tôi mừng lắm, nhưng mà thành công là rất là tốt đẹp. Nói chung là tôi cũng thương anh em rất là nhiệt tình tới đây chung vui ngày của lượm, không gì hơn. Không, tự xin tặng ca khúc. Ok. Tới giờ miệt vườn.